Quá nóng rồi quý bà con ơi, sáng ngày hôm nay con nhận được thông tin từ người dân ở trong làng nơi mà sư Thích Minh Tuệ vừa khất thực sáng hôm nay, là người dân nói có một người nào đó từ ở bên ngoài trà trộn vào trong làng và đặt máy quay ở bên vai để ghi lại hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ. Và đoạn clip này dài gần tới 20 phút. Và sau đây con sẽ gửi tới tất cả quý bà con đoạn ghi âm của một người dân trong làng sáng ngày hôm nay cũng để nhìn thấy sư Thích Minh Tuệ khất thực và cũng nhìn thấy thanh niên kia có những hành động không tốt nhưng không thể bắt được và để cho thanh niên đã thoát đi. Nghĩ YouTuber mình trà trộn được vô trong đó đặt máy quay ở bên cổ quay ai mà dạng thiệt. Mà cuối cùng cũng đã có một thanh niên trốn thoát được. Đó ngày mai là trốn rồi. Quay được rồi trốn luôn rồi chứ. Không nhớ tên luôn á. Của chú là người ở trong làng đúng không? Đó mà. Sao? Mà tao mấy người đi đổ luôn, bắt mà. Sáng mà thầy đi khất thực mà điện thoại đổ chuông không cho bắt máy luôn. Nó bắt mà, tao dạ. Nhà tao thì luôn không bắt tối đổi là nói gì người mà. Người dân mình như vậy mà còn có nhiều người dám lẻn vô trong đó đặt máy quay trộm. Đó là kêu nhà lầu. Đúng nhà lầu là con ta là nó cũng nhà lầu. Không có gặp lại rồi đó. Học vô cái nỗi ông là gì? Không có đại đâu phải tập trung vào đó luôn ẩu ẩu quá ẩu đang tiếng cái nào đó đó. Mấy thằng đi theo lấy thông tin đó hả chú? Ai ai sơ 6:30 xuống thầy Minh Tuệ đó hả? Cái gì đúng rồi? Hiện chi sáng hôm nay thấy mấy anh cơ động rồi hay đi lên đi xuống. Hiện chi sáng ngày hôm nay nãy ăn phở thấy anh cơ động đi lên đi xuống. Thấy đâu. Cái chỗ nào?
Thế là vô chụp tay liền chứ? Đó, tôi ở trong nhà tôi mà. Mỗi buổi sáng như đó là thầy khắc thật là mình chỉ được đứng trong nhà nhìn ra thôi đúng không chú? Chứ mình ở nhà mình đó. À. Mình cá nhỏ mà. À, mình được đứng ở trước mình đường. Mình cứ đi ngày nè, mình đứng với đông, rồi với một cái kia là đi ra rồi đứng đó. Công tác thì không ai lắm. Mọi người đứng xếp hàng theo đường hết làng đó. Không đi theo không? Không đi theo một chút nào hết. Ngồi lên xuống đi lên được có quyền gì? Theo đi lên đó là không được rồi. Tôi nhìn thấy đây thấy đông, có đây đông rồi thì còn nữa, không đỡ đông luôn. Mỗi ngày sư xuống dưới đây sư nhìn cái sư thấy đông rồi sư quần này đi vô trong làng. Đi cát đi núi luôn. Trời quá. Đúng rồi, thấy đông luôn á. Rồi biết luôn ai đi nào thì nó chơi tôi là nhà tú là từ đó đường trên phố. Trước này tôi không có. Mỗi ngày sư rất là con mấy nhà đúng tự nhiên có bữa là mà ví dụ bà chú nhà trước kia thì bây giờ tới đây không nhậu đủ là mỗi nhà dân cứ thất thật ít ít gì vô dạ qua mọi người cũng cho nước cho người dân ít 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 dạ. Bởi vì kia xuống gì bột ngọt dữ người ta. Hơn nữa là ổng bên đây là cho mặt hồng hào tôi hơi gấp lên dưới đây nữa. Nè mặt sư hồng hào. Tôi là những cái món mà chưa có ai đến đây thì chắc là tôi đã ăn cơm rồi.
Đó, quý bà con thấy mệt chưa? Con là con thấy mệt rồi á, người dân bây giờ cũng đang bức xúc và kêu gào lên tiếng về tình trạng đó. Những người có thể gọi là tác nghiệp, những anh em YouTuber ở khu vực địa phương đó đi, thì mọi người chỉ ghi hình lại hình ảnh là những quý bà con, Phật tử, người dân gần xa đứng vào buổi sáng như thế nào và lực lượng cơ quan chức năng làm tốt công việc nhiệm vụ của mình như thế nào để đưa ra những hình ảnh tốt đẹp gửi tới cho những quý bà con gần xa trong và ngoài nước. Vậy mà có những cái YouTuber hoặc là một cái thành phần nào đó, hay TikToker hay Facebooker gì đó, cái thông tin này chưa chính xác người đó làm việc trên nền tảng nào hoặc là có mục đích gì. Nhưng mà người bình thường, theo người dân nói, ông chú này ông nói là ông đã nhìn thấy được. Thì cái chàng trai này để cái máy quay ở bên vai, thì người dân bình thường thì không có đủ thiết bị mà để có cái máy quay bên vai mà có cái cách làm việc chuyên nghiệp như vậy. Quý vị còn nghĩ đúng không? Con thì con nghĩ như vậy đó. Trà trộn vào người dân từ ngày hôm trước, rồi ngày sáng hôm sau chờ đến khi mà sư khất thực đi qua thì đứng đó và quay. Và đoạn clip này được cho là dài gần tới 20 phút thưa quý bà con. Về người dân ở trên vùng này thì ông chú này cũng đã có nói, khi sáng sư Thích Minh Tuệ đi khất thực, người dân ai muốn đảnh lễ sư ở trong làng á thì sẽ ra hai bên đường đứng, không đi theo sư, đứng trước nhà á. Sư đi qua thì chắp tay đảnh lễ sư. Những ngày đầu thì người dân nấu đồ ăn rất là nhiều cho sư. Nhưng mà về những cái ngày gần đây thưa quý bà con, thì những người dân họ chuẩn bị đồ cho sư Minh Tuệ ít hơn một xíu, để cho sư có thể đi nhiều hơn, nhiều nhà hơn ở trong làng. Đó, cái hay nha. Ở những ngày trước thì sư Minh Tuệ chỉ đi khất thực hai nhà thôi. Nhưng mà ở những cái ngày gần đây thì sư Minh Tuệ đã đi khất thực nhiều nhà hơn và đã đi xa hơn với khu vực ở trong làng. Đó cũng là một tin vui nha. Thì thông qua đây, một tin vui khi mà thầy Thích Minh Tuệ đã đi khất thực nhiều hơn và đi nhiều nhà hơn, đó là mỗi nhà sẽ nấu một ít, sẽ cúng dường cho sư một ít, sư đi qua nhà khác thì cúng dường cho sư một ít, rồi thường là sẽ cúng dường đầy chai nước, thì mọi người, người dân sẽ tới đảnh lễ và cúng dường cho sư nửa chai thôi, để sư đi qua nhà khác, để nhà khác cúng cho sư nửa chai nữa. Đó, quý bà con thấy cái tình yêu thương mà người dân tự dành cho nhau, cũng như là cách mà họ gửi cho thầy Minh Tuệ cái tình yêu thương đó không? Và người dân cũng nói là thầy bây giờ hiện tại đang rất là an lạc và vui vẻ, nhìn thầy vui vẻ tươi tắn, và đặc biệt da dẻ thầy đợt này rất là hồng hào nha. Dù không có như cái khoảng thời gian những ngày đầu mà sư tới đây tu tập, nhưng mà cũng gọi là đã có da có thịt rồi quý bà con. Thì đây là một cái thông tin rất là đáng mừng. Khi con vừa nghe thông tin này xong thì lại có thêm một cái thông tin ập tới là có một người nào đó, một cái thành phần nào đó, một cái kẻ nào đó đã vào trong làng để ghi hình lại sư Minh Tuệ, không biết với mục đích gì và để làm gì đây. Nếu như đoạn clip này được tung lên thì con chắc chắn cơ quan lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để tìm kiếm cái kẻ này, quay với cái mục đích gì và ai là cái người quay cái đoạn clip này. Vào khoảng 10 ngày gần đây thì cũng có rất là nhiều thành phần đã lẻn vào bên trong và tìm đủ mọi cách để lấy được hình ảnh của thầy Minh Tuệ, nhưng không được. Nhưng sáng ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2024 thì lại có một kẻ xấu may mắn đã ghi lại được hình của thầy Thích Minh Tuệ. Quý bà con nghĩ như thế nào về việc này? Còn con nghĩ việc này thật là một cái việc rất đáng lên án. Và con nghĩ rằng người mà đã quay được đoạn clip này thì hãy đừng đăng lên nha. Đăng lên là lạy ông tôi ở bụi này đó. Những cái điều không mong muốn sẽ đến với cái người này. Con tin chắc rằng như vậy. Tại vì không cần thiết phải vào bên trong và quay lại hình ảnh sư Thích Minh Tuệ như vậy. Để làm cái gì? Để kiếm vài đồng hả? Điều đó không cần thiết đâu. Thì đối với con là như vậy thôi. Cho tới sáng ngày hôm nay đã có rất là nhiều anh em tác nghiệp ở khu vực này đã được mời về.
thì con vẫn là người dân ở đây thôi. Con luôn gửi cho quý bà con những thông tin và những hình ảnh chính xác và xác thật nhất ở cái nơi mà sư Thích Minh Tuệ đang ẩn tu, từ những tình hình của người dân đứng hai bên đường chắp tay và đảnh lễ khi sư không xuống đường để đi khất thực được, cho đến cảnh sáng sớm từng cụ già ngồi ở trong góc con cháu mình chở đi để chờ khi trời rạng sáng thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện khất thực. Và bên cạnh đó là có những anh từ bên lực lượng cơ quan chức năng ngày đêm túc trực ở chốt. Cái anh chàng này không biết đã tới lâu chưa, không thấy được những cảnh này hay sao, để không có một chút nào thương tâm đối với người dân Nha Trang Vĩnh Phương của chúng tôi ở đây. Đây là một cái lời kêu gọi, một cái lời cầu xin các anh đừng tới đây để làm những hành động đó, rồi để quấy vá thêm an ninh trật tự, rồi làm phiền thêm cơ quan chức năng. Ngày sáng hôm nay khi đang vừa kêu ly cà phê ngồi xuống thì đã thấy cơ quan chức năng làm việc rất cật lực hơn ngày hôm trước. Làm như vậy để làm gì vậy? Người chàng trai kia, anh làm như vậy với mục đích gì đây? Anh làm như vậy để được ích lợi gì đây? Anh làm như vậy có phải là để quấy phá tình hình người dân đang an ổn ở địa phận của chúng tôi hay không? Lực lượng chức năng đã ngày đêm làm việc và đêm không ngủ, còn phải đi lần vào bên trong nghĩa địa để tìm những thành phần ẩn nấp ở bên trong nghĩa địa. Với mục đích gì thì chưa biết, nhưng mà nằm cả đêm ở trong nghĩa địa thì điều đó là không nên rồi. Cơ quan chức năng lực lượng đã làm việc như vậy. Ngoài ra còn có những đoàn Phật tử xem những cái kênh đưa những thông tin không chính xác là thầy Thích Minh Tuệ đã xuất hiện ra đường lớn và người dân đã đứng đảnh lễ thầy, làm cho nhiều người ở phương xa không biết tới ngay cái vị trí này rồi xin vào cổng khoảng thời gian 3-4-5 giờ. Cơ quan chức năng lực lượng đã làm việc mệt mỏi rồi mà giờ đó lại đứng ra và giải quyết những vấn đề đó, giải quyết những trường hợp đó, nói cho họ hiểu. Thì họ vẫn hiểu, thưa quý bà con, những cái Phật tử, quý bà con xa gần, người dân xa gần tới đây vẫn hiểu. Tuy rất là nuối tiếc, rồi đi qua bên đường này, rồi cũng như mọi người đứng xếp hàng để chờ nếu may mắn thầy sẽ xuất hiện ở ngoài đường lớn để đảnh lễ. Và điều mà họ bất ngờ khi họ tới nơi đây á, là thầy chưa từng xuất hiện ra ngoài đường lớn mà có nhiều kênh thông tin để đưa những cái thông tin sai lệch, sai lầm như vậy. Vậy mà nhiều quý bà con vẫn tin được. Sáng ngày hôm nay khi con đưa những cái thông tin lên thì bắt đầu đã có nhiều quý bà con vô xem hơn và đã đưa gửi cho con những cái lời hay ý đẹp là mấy ngày rồi không thấy thông tin gì của thầy, may quá hôm nay đã tìm được kênh này, vẫn còn đưa những thông tin quý giá để gửi cho quý bà con những thông tin từ thầy. Thì trời ơi quý bà con mới phát hiện ra một điều. Lâu nay con đọc sách và con đi khám phá những cái vùng đất, những cái vùng núi linh thiêng. Tới khi mà sư Minh Tuệ về thì con mới đến đây để tác nghiệp, để gửi những hình ảnh chân thật nhất cho tất cả quý bà con. Nhưng quý bà con không muốn xem và không muốn tin những thứ chân thật nhất, những thứ thực tế nhất đang diễn ra, quý bà con không muốn xem. Quý bà con quá hiếu kỳ và chỉ muốn xem những cái clip giật tích, những cái clip đưa, những cái kênh đã đưa những thông tin sai lệch, sai lầm, làm ảnh hưởng tới thời gian và công việc của nhiều quý bà con xa gần khác nhau. Bởi vậy qua đây con mới biết rằng, trời ơi, quý bà con không muốn xem sự thật, quý bà con thích xem những điều lừa gạt hay sao? Con khá là buồn khi sáng ngày hôm nay con đăng clip lên sự thật là sư Minh Tuệ vẫn còn đang ở vùng núi này, sáng ngày hôm nay sẽ khất thực ở khu vực trong làng, nếu như may mắn sư sẽ xuất hiện ra ở bên ngoài, kèm với đó là những hình ảnh và những thông tin ở hai chốt chặn, người dân đứng ở một bên đường và đứng đảnh lễ và nói chuyện trong rất là nhỏ, mọi người thủ thỉ nói chuyện với nhau. Những cái người mà tác nghiệp, những anh em mà tác nghiệp làm việc trên các nền tảng cũng đã về hết rồi quý bà con. Nên là thời gian này không còn ai câu like, câu view và giật tít để cho quý bà con xem nữa đâu. Nên là cuối cùng quý bà con đã chấp nhận xem những thứ thực tế nhất đang diễn ra tại khu vực này. Thì con thấy đây cũng là một cái điều may mắn và một cái điều rất là hay. Thì thầy không xuất hiện, những cái kênh kia họ cứ giật tít mỗi ngày rồi cuối cùng là khán giả bỏ rơi họ, không có còn lượt xem nữa. Họ phải về và làm những cái chủ đề khác và làm những cái công việc khác.
Còn con là con có công việc khác rồi, mà con chỉ là người dân ở đây nên là con nắm rõ được hết những thông tin và những tình hình ở đây. Con gửi tới quý bà con thôi, người dân nói với con như thế nào thì con gửi lại tới quý bà con như vậy. Con ở ngoài làng thì con hỏi người dân ở trong làng, mọi người rất là cởi mở, không có một cái vấn đề gì diễn ra hết. Chỉ có một cái vấn đề duy nhất là tất cả đều là sự thật, là những thông tin xác thật nhất, nên đôi khi quý bà con thấy nó không hấp dẫn hoặc là quý bà con không muốn nghe sự thật thôi. Đó là thông tin vào sáng ngày hôm nay thưa quý bà con. Quý bà con suy nghĩ như thế nào? Quay lại về cái chàng trai để máy quay ở phía bên vai của mình á, rồi quay hình ảnh đón đợi sư Minh Tuệ và quay hình ảnh từ khi sư Thích Minh Tuệ xuất hiện ở cái con đường, thì hình ảnh người dân đó cũng có diễn tả nhưng mà có xe đi qua đi lại nên là nghe cũng không có rõ là đó. Nhưng mà từ khi mà thầy xuất hiện, thầy đi ở trong làng á, mọi người không được đi theo thầy nha, quý bà con phải biết rõ điều này nha. Tất cả mọi người dân trong làng không được đi theo thầy, nhà ai thì ở đứng trước nhà người nấy thôi. Thầy đi ngang qua, thầy đi những cái con đường đi ngang qua nhà họ thì sẽ đứng đó đảnh lễ sư, sư vui mừng chào hân hoan tất cả mọi người, sư hồng hào, sư bữa nay gọi là, con không biết dùng từ gì nên là con sẽ dùng từ đầy đặn nha. Sư bữa nay đầy đặn hơn cái những cái hình ảnh mà thời gian trước thầy ở trên Gia Lai hoặc là thầy ở Huế, thì đó thì quý bà con nói là cũng cũng có đầy đặn hơn, tuy không có bằng cái khoảng thời gian mà mới ban đầu thầy về đây tu tập vào khoảng 5 6 năm trước, nhưng mà bây giờ thầy rất, nói chung là nhìn thầy rất là tươi đó. Nên là đây là cũng là một cái thông tin mà cũng cực kỳ vui mừng khi mà nghe người dân nói như vậy luôn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau để đón xem những tình hình và những thông tin tiếp theo. Cái người kia có tung đoạn clip đó lên hay không, hay là quay lại với mục đích gì, trục lợi như thế nào, hoặc là họ sống chết chỉ để muốn ghi lại hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ để về xem cho riêng mình thôi, hay như thế nào, thì đây vẫn là một cái dấu chấm hỏi lớn nha, về cái thời gian từ đây tới tối và những cái ngày tiếp theo để coi người này đang muốn làm điều gì từ hình ảnh của sư Minh Tuệ. Chứ còn nếu như mọi người cứ bình thường, không có cần tụ tập đông nữa, thì sư Minh Tuệ sẽ xuất hiện thôi, và hình ảnh sư Minh Tuệ bắt đầu sẽ lan truyền ở trên mạng xã hội, người dân chụp lại và ai cũng có thể nhìn thấy được sư Minh Tuệ. Cần chi phải thời gian này phải nhảy vào đó để làm cho mọi chuyện nó rối tinh rối mù lên, rồi cơ quan chức năng cũng phải chạy đầu này chạy đầu kia, trong khi đó người ta đã thức cả đêm rồi. Quý bà con nghĩ đúng không quý bà con? Nếu như quý bà con thấy đúng thì để lại cho con một like cũng như một lượt bình luận. Và nếu như quý bà con muốn nắm rõ những cái thông tin tình hình chính xác nhất thì hãy đừng ngần ngại để lại cho con một cái lượt đăng ký đi. Để cho có những cái thông tin chính xác thì YouTube nó sẽ gửi cho quý bà con. Chứ con không phải là kêu gọi đăng ký để cho kênh con nhiều lượt đăng ký quý bà con. Cái chuyện đó con nói thật á, con không có cần thiết cái kênh để cái 100.000 người đăng ký rồi. Quan trọng là trong cái thời điểm này có rất là nhiều cái nguồn thông tin sai lệch, cái rất là nhiều nguồn thông tin trái chiều từ những cái người nào ở cái nơi xa xôi á, mà có những cái thông tin ngày nào cũng lên nói, không chưa có xác thực nhưng mà lên nói được cái là họ nói chuyện hay. Nên là nhiều quý bà con chắc là nghe lọt tai nên tin những cái thông tin đó. Có quá nhiều người từ cái vị sư cô kia bình thường rồi nói vị sư cô đây là ai mà có hộ pháp, rồi nói là thầy Minh Tuệ đã xuất hiện ở ngoài đường lớn khất thực, làm cho nhiều quý bà con gần xa. Ngày hôm nay con ra thì con cũng có nói chuyện với một vài quý Phật tử ở Sài Gòn ra, và có một vài quý bà con ở Đồng Nai ra nữa, cũng vì những cái thông tin không chính xác là thầy Thích Minh Tuệ đã xuất hiện ngoài đường lớn mà họ đã bỏ công ăn việc làm để ra cái nơi này, sư Thích Minh Tuệ ẩn tu này, để mong gặp sư, rồi tới hỏi cơ quan chức năng lực lượng, rồi để cho cơ quan chức năng lực lượng phải giải thích cho họ, rồi họ qua bên đường họ đứng họ chờ đợi sư trong cái sự mòn mỏi, và họ không tưởng tượng được là những cái thông tin mà họ nhận đều là những cái thông tin sai lầm, đều là những cái nguồn tin sai lệch hết. Thông qua đây con cũng muốn kêu gọi tất cả quý bà con hãy tẩy chay những ai mà đưa những cái thông tin sai lệch về thầy Thích Minh Tuệ để gây rối ren thêm trong cái tình trạng hiện tại ngay bây giờ.
Ngoài ra những quý bà con, Phật tử và người dân ở gần xa, trong giai đoạn này thì đừng tới nơi Sư Thích Minh Tuệ đang ẩn tu ở khu vực Suối Ngổ, Vĩnh Phương, Nha Trang này nha. Tại vì tới cũng là vô ích thôi và không gặp được Sư và làm ảnh hưởng tới cái việc ách tắc giao thông cũng như là cái việc an ninh ở khu vực mà Sư Thích Minh Tuệ ẩn tu. Và ai rất là may mắn được nghe cái đoạn này ở cuối video nè, đoạn video này con sẽ làm tầm khoảng 28 phút, và ai may mắn nghe ở phút thứ 26 nè, là thầy Thích Minh Tuệ mỗi buổi sáng đều nhìn xuống ở dưới khu vực mà người dân đang đứng nha, để xem thử ở dưới đây người dân đứng nhiều không. Nếu như không có nhiều, sư sẽ đi lần ra khu vực này, còn nếu như mà nhiều quá thì sư sẽ đi quật ngược lại trong làng nha, cho mọi người biết một cái thông tin đó. Có nhiều người dân đã nói về điều này, ở đứng ở không phải là trước cái con đường này nha quý bà con, cái chốt ở phía dưới đó, chứ sư không có đứng con ở trên đầu con đường này, tại vì sư là người ở đây cũng đã 5-6 năm rồi, sư biết tình hình mọi thứ hết, đường này là sẽ đứng nhiều. Và sư xuống ở dưới cái cổng ở dưới, quý bà con mình xem ở trên kênh nhiều á, là quý bà con sẽ thấy còn một cái cổng nữa ở phía dưới, là sư hay đứng ở cái cổng đó, tại vì ở cổng đó nó nằm ở trên cao á, sư nhìn xuống để xem bữa nay có nhiều người dân, nhiều Phật tử đến để tìm mình để đảnh lễ nữa hay không. Nếu như, và những cái ngày vừa qua vẫn rất nhiều, ngày nào sư cũng qua đó nhìn, và sư chưa có cơ hội để xuống đường để khất thực. Con cũng ngồi ở đây ở khu vực sáng sớm để xem tình hình của người dân, rồi đến khi mà cái thời gian mà sư bắt đầu rời khỏi cái cốc á, thì con cũng rời khỏi này, ở cái khu vực này luôn, để bớt đi một người, là bớt đi cái sự tụ tập đông người ở đây. Đó thì con có cái cách giải quyết như vậy, thì may mắn nhờ như vậy mà tới ngày hôm nay con vẫn được những cái người dân ở trong khu vực đó yêu mến và thương yêu, gửi cho con những cái thông tin xác thực nhất để con gửi tới quý bà con. Và bắt đầu có những người dân ở khu vực này nói là đã biết kênh con và đã xem kênh con rồi, thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc, vui mừng, và con hãnh diện vì điều đó. Đó, quý bà con, đây là một cái thông tin rất là chính xác và cực kỳ vui nha, là thầy hay đứng ở dưới đầu cổng dưới, và con nghĩ rất là đúng, ở đầu cổng dưới có một cái dốc rất là cao, thầy sẽ đi tới đó và có thể nhìn được ở phía dưới, mà ở phía dưới đường không nhìn được ở phía trên khu vực của thầy đang đi khất thực ở trên đó. Đó là tất cả những thông tin con muốn gửi cho quý bà con trong ngày hôm nay. Quý bà con có những cái ý kiến gì thì hãy đừng ngần ngại để ở dưới phần bình luận nha. Và nếu như muốn cập nhật, yêu thích thầy Minh Tuệ, muốn cập nhật thêm những cái thông tin mới nhất về thầy, thì hãy cứ đăng ký kênh. Còn mà up video thì YouTube nó sẽ gửi thông báo cho quý bà con. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con ở những clip sau, những clip sớm nhất, có thể là trưa nay, chiều nay hoặc tối nay, có thể là trong giữa khuya.